Đại hội đại biểu người Công giáo huyện Nhân Trạch xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 5, nhiệm kỳ 2022-2027 hôm qua đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong 5 năm qua, Ban đoàn kết Công giáo huyện Nhân Trạch đã vận động bà con thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng bào Công giáo các giáo xứ trên địa bàn huyện Nhân Trạch đã tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ phòng chống COVID-19 do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phát động, được tổng số tiền trên 3,6 tỷ đồng, trao tặng 1.000 suất học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học. Ban đoàn kết Công giáo cũng đã vận động giáo dân tích cực tham gia phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở các địa phương, vận động bà con giáo dân đóng góp kinh phí, vật liệu ngày công lao động để xây dựng và sửa chữa 11 tuyến đường giao thông nông thôn, lắp đèn chiếu sáng 5 tuyến đường ấp, khu phố trị giá trên 4,2 tỷ đồng, đóng góp cho quỹ khuyến học 570 triệu đồng, tặng 180 xe đạp và trên 850 suất học bổng và hàng ngàn phần quà cho các em học sinh nghèo vượt khó. Đại hội đã bầu 19 vị tham gia Ban đoàn kết Công giáo Việt Nam huyện Nhân Trạch nhiệm kỳ 2022-2027. Linh mục Phạm Quốc Thuần được bầu làm trưởng Ban đoàn kết Công giáo huyện.